Tối nay, bên bờ sông Hàn này, người dân làng An Khải xưa tụ hội về đền thờ tiền hiền làng để xem hoạt cảnh tái hiện cuộc đời, sự nghiệp, công đức một người con ưu tú của làng sống cách đây trên dưới 2 thế kỷ. Tên tuổi ông không chỉ được người đời ca tụng, sử sách khắc ghi mà còn được tạc vào sông núi của một vùng đất trời phương Nam. Nguyễn Văn Thoại, sinh năm 1761, tại làng An Hải, nay thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Do hoàn cảnh đẩy đưa, từ nhỏ, ông đã vào vùng đất Nam Bộ sinh sống. 17 tuổi, theo phụng sự chúa Nguyễn cuối thế kỷ 18, rồi vương triều nhà Nguyễn đầu thế kỷ 19. Ông lập được nhiều công trạng to lớn nên được phong tước Ngọc Hầu, và từ đó nhân dân thường gọi ông là Thoại Ngọc Hầu. Ngày nay, Việt Nam ta tự hào là một cường quốc về lúa gạo trên thế giới. Lúa gạo làm ra không chỉ dư ăn, dư để, mà còn được dùng để xuất khẩu, mang về nhiều ngoại tệ. Nói đến lúa gạo thì không thể không nói đến Nam Bộ, nói đến đồng bằng sông Cửu Long. Bởi nơi đây là vựa lúa khổng lồ với những cánh đồng mênh mông bát ngát, thẳng cánh cò bay. Ngược dòng lịch sử, Nam Bộ là vùng đất mới, trở thành máu thịt của tổ quốc ta giữa thế kỷ 18 dưới thời các chúa Nguyễn. Bây giờ, vùng đất này còn hoang vắng, môi trường tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, đất đai lầy lội, lao lách tùm, rừng rú thâm u với nhiều thú dữ, nơi mà nhân dân từng ví mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội tựa bánh canh. Là một người mà gần như cả cuộc đời dành cho việc nghiên cứu nông nghiệp, nhất là về cây lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, nhà khoa học này hiểu rõ lai lịch và quá trình phát triển của vùng đất mới. Khi mà ông bà mình về đây thì là toàn là đầm lầy, lúc thì là đầm lầy, nước ngập tới đầu, lúc thì là khô cạn, không có miếng nước nào cả. Còn những vùng thì rất ấm ướt trong quanh năm. Như thế thì làm sao mà chúng ta khai hoang làm ấp được? Cũng rất may là một người từ Đà Nẵng, Quảng Nam tôi dạt vào trong miền Nam này mà cùng đi với chú Nguyễn Ánh, và người này đã qua kinh nghiệm, đã đi khắp đồng ruộng của miền Nam rồi thì mới thấy rằng là cái vấn đề quan trọng nhất là phải làm thế nào có đường xá giao thông mới là có thể là chúng ta khai hoang, rồi chúng ta có thể là tạo thêm điều kiện công ăn việc làm cho người dân của mình. Năm 1817, khi được bổ nhiệm về làm trấn thủ Vĩnh Thanh, Thoại Ngọc Hầu nhận thấy vùng đất này còn quá nhiều khó khăn, đất ruộng hoang hóa. Việc giao thương trao đổi hàng hóa với vùng rạch giá Hà Tiên phải đi vòng đường biển rất bất tiện, và cần phải khơi nguồn để tháo bớt một phần nước lũ từ sông Hậu ra biển phía Tây. Ông đề xuất và được vua Gia Long đồng ý cho đào một con kênh nối từ Long Xuyên sang Rạch Giá. Dưới sự tổng chỉ huy của ông, dòng kênh được khởi công và hoàn thành ngay trong năm 1818 với chiều dài 31 km, chiều ngang 50 m, chiều sâu 3 m. Đây là công trình thoát lũ đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long, giúp người dân địa phương có điều kiện đi lại, giao thương, dựng làng, lập ấp, khai hoang. Để ghi nhận, tưởng thưởng cho sáng kiến và công lao của Thoại Ngọc Hầu, vua Gia Long có một quyết định độc đáo, chưa có tiền lệ, là dùng tên của ông đặt cho con kênh mới gọi là Thoại Hà,
và đặt cho ngọn núi sập bên bờ kênh gọi là Thoại Sơn. Và rồi từ đấy, những địa danh này đi vào thơ ca dân gian. Lên Thoại Sơn nhìn qua kênh mới, nước cạn rồi anh chưa tới gặp em. Ví dầu em ở nguồn trên, theo kênh ông Thoại cũng tìm được nhau. Việc đào kênh Thoại Hà bước đầu thể hiện tầm nhìn chiến lược của Thoại Ngọc Hầu đối với vùng đất mới Nam Bộ. Khi mà tôi tiếp cận những cái khoa học tối tân hơn đó, thì chúng tôi thấy là ông bà mình từ thời Chúa Nguyễn cũng đã có những cái nhìn rất là thông thái, mà đáng lẽ là sẽ có rất nhiều cái giải thưởng Nobel. Tôi lấy ví dụ như là cái ông giáo sư Paul Samuelson, giáo sư về kinh tế rất nổi tiếng của Mỹ. Ông đã đạt được cái giải Nobel về kinh tế hồi năm 1970. Thì khi mà báo chí phỏng vấn thưa giáo sư, giáo sư là người là đạt giải Nobel về kinh tế, thì giáo sư có những cái lời khuyên nào đối với những nước nghèo mà là muốn cho là thoát nghèo cho nhanh hay không? Thì ông giáo sư Samuelson mới nói có 3 điều kiện cần phải làm. Điều kiện thứ nhất là đường xá giao thông phải cho nó tốt. Điều kiện thứ hai thì đường xá giao thông cũng phải tốt. Và điều kiện thứ ba là dứt khoát phải có đường xá giao thông phải mở trước. Thì cái mà ý mà từ năm 1970 đó thì chúng ta đã gặp từ năm 1800 đầu thế kỷ thứ 19 ở tại vùng đồng bằng sông Cửu Long của mình đây. Cái nhìn thông thái của cha ông mình mà giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân vừa nhắc đến thể hiện rõ nhất trong việc Thoại Ngọc Hầu đề xuất và vua nhà Nguyễn cho đào thêm một con kênh mới nữa. Kênh này nối từ Châu Đốc đến Hà Tiên, chạy dọc theo biên giới Việt Nam Campuchia. Với chiều dài lên đến 91 km, chiều rộng 25 m, chiều sâu 3 m. Đây là con kênh đào lớn nhất nước ta qua các thời kỳ lịch sử. Công trình được khởi công năm 1819 dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thoại Ngọc Hầu, huy động đến 80.000 nhân công, đào đắp bằng đôi tay trần với những công cụ lao động hết sức thô sơ suốt 5 năm trời trong điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Bởi dòng kênh phải qua nhiều đầm lầy, nhiều rừng rú và núi đá với biết bao hiểm họa đang đón chờ. Khổ nhất là cái giai đoạn như tôi nói phải đình lại cả 1-2 năm là phải đục cái sườn núi. Bởi vì kinh dính tế một phần nó ăn vô cái sườn núi. Thì đục phương tiện mình đâu có chất nổ, phải lấy cuốc, lấy xuống, chạy vô mà dẫm từ cục đá cho nó bể để nó sâu xuống 40 mét như vậy. Dòng kênh được hoàn thành năm 1824 sau 5 năm thi công. Điều làm chúng ta ngày nay không khỏi ngạc nhiên là làm sao trong điều kiện không có sự hỗ trợ của thiết bị kỹ thuật đo đạc hiện đại như ngày nay mà dòng kênh vẫn được đào đắp một cách thẳng tắp như vậy. Hãy nghe sự giải thích của một nhà Nam Bộ học. Về kỹ thuật á, thì đã có tư liệu nói rằng ban đêm ổng đốt lửa. Ở đằng này đốt cái lửa, đốt đống lửa có cái chòi cao. Ở đằng kia chừng 3 km làm cái chòi cao đốt lửa. Thì dòm theo cả hai cái hướng lửa đó, chính giữa cắm cọc để cho có con tinh nó thẳng. Song song với việc đào kênh Châu Đốc Hà Tiên dài đến 91 km, Thoại Ngọc Hầu cho lập theo ven bờ kênh 5 làng mới là Vĩnh Ngương, Vĩnh Tế, Vĩnh Điều, Vĩnh Gia, Vĩnh Thông. Rồi từ đấy, cùng với thời gian, các làng xã liên tiếp mọc lên, người Việt tụ cư ngày càng nhiều, góp phần quan trọng gìn giữ cương vực lãnh thổ nước nhà ở vùng biên giới Tây Nam Bộ. Và rồi vua nhà Nguyễn lại có thêm một quyết định cũng chưa từng có tiền lệ. Lấy tên người vợ của Thoại Ngọc Hầu là Châu Thị Vĩnh Tế, đặt tên cho kênh Châu Đốc Hà Tiên, gọi là Vĩnh Tế Hà. Còn ngọn núi Sam gần đấy cũng được đặt tên là Vĩnh Tế Sơn. Việc nhà Nguyễn lấy tên một đôi vợ chồng
đặt cho sông, cho núi để ghi nhận công lao, thành tích của họ là một chủ trương khen thưởng độc đáo trong lịch sử nước ta. Ai có công trong sự nghiệp mở cõi, dựng nước, dù nam hay nữ, đều được tưởng thưởng xứng đáng. Kênh Vĩnh Tế có ý nghĩa lớn trên nhiều phương diện khác nhau. Trước hết, nó tạo nên sự tiện lợi về mặt giao thông, thương mại cho vùng đất mới. Kênh Vĩnh Tế, biển Hà Tiên, ghe thuyền xuôi ngược, bán buôn dập dìu. Cả hai dòng kênh Thoại Hà, Vĩnh Tế đều giúp vùng đất này thoát lũ nhanh về mùa mưa lụt, đem dòng nước mát ngọt từ sông Hậu về khử chua rửa phèn, tưới tắm cho những cánh đồng lúa bao la, đặt nền móng cơ bản để các thế hệ tiếp theo xây dựng vùng tứ giác Long Xuyên hiện nay ở Nam Bộ. Nước nổi nhớ Thoại Ngọc Hầu, nhớ người khai phá buổi đầu thủy nông. Công trình kinh Vĩnh Tế, kinh Thoại Hà thì chúng ta nghe như vậy rồi chúng ta tìm hiểu thì tôi thấy có một cái điều mà chưa thấy ai nói tới, đó là chính cụ Thoại Hầu là cái người quy hoạch cái tứ giác Long Xuyên. Kênh Vĩnh Tế còn có ý nghĩa to lớn về chính trị quân sự, khẳng định chủ quyền tổ quốc ta ở vùng đất mới. Dòng kênh cũng là một tuyến phòng thủ vững chắc nếu có xảy ra chiến tranh do kẻ xấu xâm lấn từ bên ngoài. Ý nghĩa kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của dòng kênh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Rõ ràng, Thoại Ngọc Hầu là một con người chiến lược, có tầm nhìn chiến lược, chọn việc làm chiến lược cho một vùng đất, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia, dân tộc. Lợi ích kênh Vĩnh Tế mang lại thật là to lớn. Song thiệt hại trong quá trình đào kênh cũng không phải nhỏ, do điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên cùng sự thiếu thốn bệnh tật. Có tài liệu cho hay, trong 5 năm trời đào kênh ấy, có đến 7.000 dân binh đã tử nạn hoặc bỏ mình vì nhiều lý do khác nhau. Thoại Ngọc Hầu đã biểu lộ lòng trắc ẩn từ tâm đối với những người đã ngã xuống vì dòng kênh bằng cách cho đi tìm kiếm, thu gom hài cốt của họ về mai táng dưới chân ngọn núi Sam Vĩnh Tế Sơn. Nơi đây về sau cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của vợ chồng ông và cũng là nơi người dân làm nơi thờ tự ông. Thoại Ngọc Hầu cũng soạn một bài văn tế còn gọi là Nghĩa Trũng Văn, đọc tại lễ chiêu hồn những người tử nạn mà từng câu, từng chữ đều rất ngậm ngùi, thương xót. Tế nghĩa trũng văn, thiện nhai lạc lạc, khách trùng luy luy. Trời xanh thẳm mồ hoang lợp lợp, trăng soi nhòa mấy lớp bia tàn, mây che bao nắm đất vàng, sương xa sao dọi gò hoang đổi dời. Đào kênh trước mấy kỳ khó nhớ, khoác nhung y chống đỡ biên cương, sông pha máu nhuộm chiến trường, bọc thay da ngựa gửi xương xứ này. Quê cách trở lấy ai hộ tống, sống làm binh thác chống quỷ ma. Than ôi ai cũng người ta, mà sao ngươi lại thân ra thế này. Mồ ba thước gửi thay cõi lạ, lễ thanh minh ai xá quét cho. Ai trừ gai gốc lan bò, gió dồn mưa dập làm cho mòn dần. Giờ ta vâng lệnh bệ rồng, dời ngươi an táng nằm chung chốn này. Chọn đất tốt, thi hài an ổn, cảnh trời thanh vui nhộn cùng nhau. Hằng năm cúng tế dồi dào, tràn trề lễ trọng dám nào để vơi. Tưởng nhớ, tri ân cùng dân binh vì đào kênh cùng mình mà bỏ mạng, bằng việc làm cụ thể, thiết thực như vậy, thể hiện tấm lòng, sự thủy chung trong nhân cách của Thoại Ngọc Hầu. Ăn quả nhớ người trồng cây,
Ngày nay trên nhiều địa phương của Nam Bộ, nhân dân nghĩ đến Thoại Ngọc Hầu với lòng biết ơn sâu sắc, sự ngưỡng mộ tận nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng. Vì chính ông là người có công đào kênh, mở đường, khai hoang, dựng làng, lập ấp, dẫn thủy nhập điền, xác định chủ quyền lãnh thổ và giữ vững biên cương của Tổ quốc. Trên đất An Giang và nhiều tỉnh thành khác, cái tên ông Thoại rất gần gũi, thân quen. Bởi tên tuổi ông hiện diện ở khắp mọi nơi trên vùng đất này, như bia ông Thoại, đình ông Thoại, lăng ông Thoại, làng ông Thoại, hồ ông Thoại, quán ông Thoại, đường ông Thoại, trường ông Thoại, huyện ông Thoại. Cái thì người ta dùng tên thật của ông, cái thì dùng tước hiệu của ông, cái thì dùng tên người vợ hiền của ông. Tất cả đều nói lên rằng Thoại Ngọc Hầu là một nhân vật lịch sử có công lao to lớn đối với sự phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ hiện diện trong sách sử, hiện diện trên đất đai, kênh rạch, sông núi, mà tên tuổi Nguyễn Văn Thoại, Thoại Ngọc Hầu còn gắn với di sản phi vật thể ở địa phương. Vào mùa lễ hội ở vùng châu đốc An Giang, người dân phục dựng hình ảnh Thoại Ngọc Hầu cùng phu nhân xuống thuyền thị sát dòng kênh Vĩnh Tế trong sự ngưỡng vọng của nhân dân và du khách thập phương. Nói đến Thoại Ngọc Hầu có công khai phá một vùng rộng lớn đất Nam Bộ thì không thể không nhắc đến công lao của các chúa Nguyễn và của các vua nhà Nguyễn, nhất là Gia Long, Minh Mạng. Chính Gia Long với một tầm nhìn chiến lược đã phê duyệt các đề án đào kênh và giao cho Thoại Ngọc Hầu tổ chức thực hiện. Trong chỉ dụ đào kênh Vĩnh Tế, vua Gia Long viết: công trình đào kênh này rất khó khăn, nhưng kế giữ nước và cách biên phòng chẳng nhỏ. Các người ngày nay tuy chịu khó nhưng mà lợi ích muôn đời về sau. Vậy dân chúng cần bảo nhau cho biết, đừng nên sợ nhọc. Đặc biệt năm Minh Mạng thứ 16, 1835, sau khi Thoại Ngọc Hầu mất được 7 năm, nhà vua cho đúc Cửu Đỉnh, công trình nghệ thuật bằng đồng, dùng làm biểu tượng cho sự giàu đẹp, thống nhất đất nước và ước mơ ngàn đời của người dân để làm quốc bảo. Và hình kênh Vĩnh Tế được chạm khắc trang trọng trên cao đỉnh, chiếc đỉnh quan trọng nhất, thể hiện sự đánh giá rất cao vai trò, vị trí của dòng kênh chiến lược này. Rõ ràng, các chúa Nguyễn và các vua đầu nhà Nguyễn có công lao to lớn trong việc mở cõi về phương Nam, rồi chỉ đạo tổ chức khai phá, đắp bồi để chúng ta có dáng hình tổ quốc trọn vẹn như hiện nay. Chính nhờ công lao các chúa Nguyễn mà vùng đất từ đèo Cù Mông ở Phú Yên đến tận mũi Cà Mau lần lượt được tích hợp vào bản đồ Đại Việt. Sau nhiều thế kỷ nội chiến triền miên, chính Gia Long là người đã thống nhất được đất nước ta, đặt quốc hiệu là Việt Nam với toàn bộ lãnh thổ mà chúng ta đang thừa hưởng hiện nay, kể cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ấy vậy mà cho đến nay, các chúa Nguyễn và các vua đầu nhà Nguyễn vẫn chưa thoát khỏi một cái nhìn quá khắt khe của giới sử học hiện đại nước nhà. Phải chăng chỉ vì một số sai lầm nhất định của nhà Nguyễn vào những thời điểm nhạy cảm mà người ta phủ nhận sạch trơn công lao mở cõi, dựng nước của các chúa Nguyễn và vương triều nhà Nguyễn? Nhận định, đánh giá thế nào vẫn là câu chuyện của các nhà sử học. Còn người dân Nam Bộ thì hàng ngày, hàng giờ vẫn đang thụ hưởng những lợi ích lớn lao mà nhà Nguyễn đã mang lại. Và đây là nghĩ suy của những người được sinh ra từ vùng đất này, hiểu rất rõ từng bước thăng trầm của vùng đất này qua các chặng đường lịch sử. Sử là một cái sự kiện mà nó xảy ra ở từng thời kỳ, mà nếu chúng ta là cái người rất là khách quan, đừng có đeo vào mặt mình bằng mắt kính màu gì đó, màu thật là trung thực đó, thì mình cũng phải nói cái trung thực cái lúc mà nó xảy ra cái lịch sử đó. Do đó mà tôi nghĩ rằng bây giờ cái
cái công ơn của những người đã đi trước, đã khai phá về cái đất đồng bằng sông Cửu Long này, thì chúng ta phải ghi nhớ, không có gì mà chúng ta phải gạt họ ra khỏi cái cuốn sách lịch sử của mình. Mà mình nếu mình gạt làm như thế thì không những đối với con mắt của những người mà hiểu biết trên thế giới, người ta xem nhẹ mình, mà người ta có thể nói là người ta cũng không có để ý nhiều đến những cái gì mà mình còn chọn lại để mà ghi ra, thì người ta sẽ không để ý nhiều. Nếu mà mình làm một cách rất là trung thực, rất khách quan, thì mọi người đều sẽ kính trọng cái lịch sử của chúng ta. Việt Nam chưa có một cái thời đại nào, triều đại nào mà đất đai biên cương bờ cõi rộng lớn như cái thời của nhà Nguyễn. Thì đây là một cái công lao đối với đất nước. Tất nhiên thì lịch sử nó cũng có thăng trầm, nó có những cái mặt này mặt nọ, rồi cái đánh giá của hậu thế thì cũng có thế nọ thế kia. Nhưng mà theo tôi thì đánh giá cái gì thì đánh giá, nhưng phải tai nghe mắt thấy, tai rờ. Thì chúng ta rờ được đâu? Chúng ta rờ được Hoàng Sa, chúng ta rờ được Trường Sa, chúng ta rờ đến mũi Cà Mau, chúng ta rờ tới Hà Tiên. Và đặc biệt là đó, là chúng ta đang hưởng thụ cái thành quả hàng ngày của chú Nguyễn. Là đổi mới mà không nhờ cái đồng bằng sông Cửu Long này thì không thành công nổi, không cứu được Lâm Nguy đâu. Và hiện nay xuất khẩu gạo là cũng xuất khẩu từ đây thôi. Nói 90% nữa thì ra thì cũng chỉ có đây thôi chứ ở đâu nữa. Trên cơ sở những cảm hứng về khai phá miền sông nước của các thế hệ đi trước, cũng như từ những công trình thế kỷ do nhà Nguyễn và Thoại Ngọc Hầu để lại, nhất là kênh Thoại Hà và kênh Vĩnh Tế, các thế hệ hiện nay đã nối tiếp sự nghiệp của cha ông để xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long này nhằm làm ra nhiều lúa gạo cho đất nước. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người con của vùng đất này, là người rất ngưỡng mộ công đức của Thoại Ngọc Hầu để lại trên quê hương mình. Qua Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì ông nói với tôi về cái tấm gương của cụ Thoại Ngọc Hầu vì dân vì nước, mà đặc biệt là cái tài năng đánh giặc thì đã rồi, nhưng mà là tài năng là về kinh tế, về quản lý, là về xây dựng thủy lợi, thì là Thủ tướng Võ Văn Kiệt là rất khâm phục. Tôi đối với cái chữ khâm phục Thoại Ngọc Hầu. Và tiếp nối sự nghiệp của Thoại Ngọc Hầu, của các vua đầu nhà Nguyễn, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã dành nhiều thời gian đi thực tế khảo sát hệ thống kênh rạch đồng bằng sông Cửu Long. Rồi ông chỉ đạo các địa phương trong vùng thi công đào đắp thêm một số con kênh mới nữa như kênh T4, T5, T6. Các kênh mới này đều có điểm bắt đầu từ kênh Vĩnh Tế, nhân rộng dòng chảy, vừa hỗ trợ việc thoát nhanh nước lũ vào mùa mưa lụt, vừa đưa nước ngọt về khử chua, rửa mặn cho nhiều cánh đồng lúa mới, nhất là vùng lúa tứ giác Long Xuyên. Riêng kênh T5 với chiều dài 48 km là kênh lớn nhất, có vai trò quan trọng trong số các kênh mới này, được Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang chọn làm đại diện để đặt tên là kênh Võ Văn Kiệt, đồng thời dựng bia tưởng niệm cố thủ tướng tại đầu tuyến kênh. Khởi đầu từ những công trình của Thoại Ngọc Hầu, của nhà Nguyễn, cùng với các nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ kế tiếp nhau, đã làm cho vùng châu thổ sông Cửu Long ngày càng thêm trù phú. Nơi đây mãi mãi là vựa lúa khổng lồ của cả nước. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Vâng, để có bát cơm đầy hôm nay bưng trên tay, nhân dân mình không bao giờ quên công lao khó nhọc của bao lớp tiền nhân trong sự nghiệp mở cõi dựng nước ngày xưa. Sinh ra ở xứ Quảng, lớn lên theo chú Nguyễn lập nghiệp, để lại cho đời các công trình kỳ vĩ phía đất trời phương Nam, lòng Thoại Ngọc Hầu luôn khắc khoải nỗi nhớ quê. Những năm cuối đời, ông có một chuyến trở về nơi chôn nhau cát rốn của mình. Về đây, ông chủ trì xây dựng một số công trình mà đến nay vẫn còn tồn tại
như đình làng An Hải, chùa An Phước, chợ Hà Thân. Và nhân dân vùng đất này cũng rất đỗi tự hào về người con ưu tú nhất của quê hương. Đền thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu ở bờ đông sông Hàn do chính quyền địa phương và nhân dân xây dựng nhằm tưởng nhớ công đức của danh thần Thoại Ngọc Hầu và cũng là người con ưu tú của làng. Đây là một trong những di tích văn hóa lịch sử quan trọng của thành phố Đà Nẵng. Tại khu di tích này còn thờ một người con ưu tú khác của làng là tướng Trần Quang Diệu. Các vị cao niên trong làng kể rằng Nguyễn Văn Thoại và Trần Quang Diệu là một đôi bạn thân từ thuở thiếu thời, từng tắm chung dòng nước sông Hàn. Lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh nên đôi bạn ấy do sự đưa đẩy của số phận đã ngã về hai phía đối nghịch nhau. Trong khi Nguyễn Văn Thoại là một danh thần của chú Nguyễn thì Trần Quang Diệu và vợ là Bùi Thị Xuân cũng trở thành những danh tướng của nhà Tây Sơn. Và khi quân Tây Sơn bại trận, vợ chồng Trần Quang Diệu đều bị nhà Nguyễn xử tội chết. Trở về quê hương sau bao năm xa cách, Thoại Ngọc Hầu đến thăm mộ bạn, gia đình bạn và trích một phần ruộng đất của mình để giúp bạn. Ngày xưa tại làng Hải này có sản sinh hai người con. Một người là tên là Nguyễn Văn Thoại, một người nữa là tên là Trần Quang Diệu. Thời niên thiếu thì hai người là bạn thân thiết nhau, cùng chung sống và sống tám với nhau cái dòng sông Hàn này. Khi lớn lên ấy, thì mỗi người phục vụ mỗi triều đại khác nhau. Cụ Nguyễn Văn Thoại thì phục vụ triều vua Gia Long, còn cụ Trần Quang Diệu thì phục vụ triều đại của Quang Trung Nguyễn Huệ. Nhưng sau về sau thì cụ Trần Quang Diệu mất trước, cụ Nguyễn Văn Thoại còn sống lại và làm việc tại Châu Đốc. Thỉnh thoảng ngài Thoại có về đây thăm làng xã và có đến thăm mộ cụ Diệu và để lại một số ruộng của cụ để mà lo thờ cúng hương hỏa cho cụ Trần Quang Diệu. Ngày nay cái mộ cụ Trần Quang Diệu nằm trong đền thờ của cụ Nguyễn Văn Thoại để tỏ tình anh em với nhau ở địa phương. Từ câu chuyện kể trên, chúng ta có thể suy ngẫm về nhân cách, về tấm lòng của Thoại Ngọc Hầu đối với đất nước, đối với quê hương, đối với bạn bè. Và cũng có thể suy ngẫm về sự hòa giải, khoan thứ sau các cuộc va chạm, xung đột giữa những người anh em. Lịch sử dân tộc ta là lịch sử của một quá trình liên tục dựng nước và giữ nước. Đất nước ta đã sản sinh ra nhiều anh hùng đánh giặc giữ nước và cũng sản sinh ra những anh hùng mở cõi, bồi đắp non sông. Thoại Ngọc Hầu là một con người như thế. Những công trình kỳ vĩ mà ông để lại phía đất trời phương Nam thể hiện tầm nhìn vượt thời đại xuyên nhiều thế kỷ. Tên tuổi của vợ chồng ông được khắc ghi vào sông núi là sự kiện độc đáo trong lịch sử dân tộc ta và qua đó thể hiện sự tri ân của người đương thời cùng với hậu thế đối với sự nghiệp cao cả của ông.